Chào tất cả mọi người. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị đi thăm mấy cái bãi rắn hôm bữa mình đặt nè. Bữa mưa xuống mình cũng xuống khoảng mấy chục cái, ba bốn chục cái rồi đó. Mình đi thăm cũng được vài con. Toàn hổ hành không à. Chắc cỡ 4 con quá. Thăm thì mình đem theo chuột nè, con tai bắt chuột, rồi dây với lại lúa bao tai đều cho chuột nó ăn, với lại bắt con chuột nó ra đỡ con rắn, lỡ con rắn nó có chết thì mình lấy bao tai đó mình bắt nó ra. Rắn ăn ăn với con chuột hay ói lại, thường thường dính là nó hay ói lại đó. Mình phải đem theo cái bao tay mũ để mình bắt nó ra. Rồi bắt nó ra cho đỡ cái hôi cái tay, chứ không hôi cái tay hôi lắm. Rồi có đặt đây ba cái nè, trong cái lùm rồi mã Đức Thánh nè. Hôm bữa gà người ta dính được con hổ dền với lại mấy con hổ hành nữa, rồi mình bán hết rồi. Nay đặt thêm nữa, mưa xuống rồi không biết có dính hay không. Vụ này ta bỏ không trồng, bỏ lên đi, mang đôi dài này đi dưới nước chậm dính đi không được, dính mấy chỗ cạn cạn đi chứ sâu đi vô nước này, nãy giờ vô hết mớ nước này. Trời ơi, quá hồi đám ruộng mà quá trời quá đó. Chết cha, quên đem chai nước cho nó, lấy nước cho nó uống rồi. Y thân tầm cho miếng lúa, tầm nó miếng lúa nè. Và tới cái bãi thứ hai, bữa mình cũng lượm dính đây thì con hổ hành bự lắm. Nguyệt này có nữa không? Anh đào một đống đất bỏ nè.
Im quá mà không có gì. Lúa rồi cho nào. Tiếp cái bẫy tiếp theo. Đây còn cái nữa đằng đây nè. Tiếp tục là con chuột còn nguyên. Hay chắc nó hết rồi quá. Hôm nay đã dính hơi nhiều rồi. Đây mình có cái nữa các bạn. Đây là đi. Là đi cắt cỏ cũng nhiều. Không biết à. Nó nhát không. Không biết người ta đi cắt cỏ thì người ta có cắt luôn đi. À, còn rồi. Dính dính rồi bà ơi. Còn gì đây? Hổ hành. Nhỏ xíu chứ không bự. Ăn mất con chuột rồi. Mà ăn mất tiêu con chuột, ăn ối và hồi dình. Mình phải bắt nó ra. Bỏ con chuột khác vô. Giữ cái lồng nha. Ngồi quá. Giữa cái lồng trước quá. Chui ra cho kẹt đầu nữa. Ối chuột nha thì gớm. Mới bắt con rắn ra và bỏ con chuột vô bạn ơi. Nãy quên đem theo cái đồ để chân máy. Đâu có để cái máy quay nó nằm đứng được để mà mình bắt máy quay được không, nên tắt cái máy quay mình bắt con chuột ra, có bắt con rắn ra. Để mình đặt lại.
tra cái hôm hoạt động bình thường để bỏ vô. Đây con cái nè, phải bỏ dài ra lội nước mà. Ôm đây. Vừa đặt đâu ra. Vừa trong đây. Đặt không một bên này. À, đây rồi. Đến nơi bạn ơi. Con này con gì nè. Con bự ạ. Hậu giờ nữa bạn. Con này cũng được chứ không bự lắm nè. Nhìn nè, ăn xong nó ối con chuột nè, không cực, mấy cái này cực lắm. Cái đầu nè tông khe nè, đi ra ngoài bắt nó ra. Đây đi. Con này cũng bình thường nữa chứ không bự gì mấy, nó không tới 1 ký đâu, dễ gì. Bắt được rồi, phải không? Dễ dàng.
thơm, nó vẫn thơm. Khi nãy mình mở ra xong rồi mình đặt chuột vô lại. Ủa sao thuốc đây không ta? Cái một ông hô hành này, nước bự nhỏ à. Trời ơi, con hô hành bự mà con chuột còn nguyên nữa, ngon. Cái bắt nữa vậy. Đứng vậy ta. Không đứng nổi. Chuột lên tui ra. Định chạy. Trời ơi, é nữa. É nữa không nổi. Vô chưa kịp ăn nó é rồi. Chuột còn nguyên, phải còn hết nước uống để chăm. Hôm nay cũng dính mấy con hổ hành này, hai con nữa nó không. Nhà heo chắc xong nữa. Này là chắc mèo ăn hay gì nè, chứ dắn vô là không thể nào mà xảy được. Không, cũng bị mèo ăn hết mấy lần chỗ này. Để bỏ đi, đem cái này lên kia đặt. Đặt đây mèo ăn không, tốn chuột không làm gì hết. Cái kia mới đặt xong mà trong đây vô trong đây con cái nè. Đây nè, đứng là cậu dính luôn vậy nè, trống trơn như vui trời. Đặt bên đây nè, để lên đây.
củ hành đó. Củ hành cũng bự à. Cũng được chứ không bự nữa. Mưa xuống này chỉ có hổ hành nó ra quá chị nhiều thôi. Hổ hành nhỏ ba loạn ăn mất mẹ ăn chuột như vậy. Để bắt nó ra tắt máy vào đây sình không không có chỗ để cái chân máy bay. Giờ vòng về nhà bạn ơi, mới vô chỗ đặt lại cái bẫy cho mày. Rồi về nhà đặt đây một cái nữa. Giờ vòng về nhà dẹp này đi, nặng quá. Nó cũng được 2 ký mấy 3 ký rồi. Thăm tiếp với lại lấy cái chân của cái máy quay luôn chứ để khập khiễng gì quay không được hết. Còn có con chuột à, chắc kiếm dính cái nó thay còn nhiêu đem về hoặc là để đó bữa nào đi mua chuột rồi mình đi thăm tiếp. Giờ mình về tới nhà mình sẽ mở lên cho mấy bạn xem. Đây nè mấy bạn, giờ mình chuẩn bị đem đi bán con rắn này mà mình gài nè. Bộn lắm ạ. Ừ. Nhỏ gì cũng có. Đây nè. Ngày nay mình gài được như vậy nè. Chiều rồi, chuẩn bị đem đi bán. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.